Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự Đồng bằng sông Hồng, số ra Xuân Mậu Tuất 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, vậy là một mùa xuân nữa lại về trong nắng ấm lộc non và sự bâng khuâng xao xuyến của lòng người. Trong niềm vui đón năm mới Mậu Tuất, chắc hẳn những người tuổi Tuất sẽ có những cảm xúc đặc biệt. Với những doanh nhân, những người chủ doanh nghiệp những ngày này là dịp để nhìn lại một năm đã qua, xây dựng kế hoạch chiến lược cho một năm mới sẽ gặt hái được nhiều thành công, đóng góp sức mình làm giàu cho gia đình và xã hội. Trong không khí của những ngày đầu năm mới 2018, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với những doanh nhân tuổi Tuất. Là người đi tiên phong của tỉnh Bắc Ninh trong phong trào khởi nghiệp, doanh nhân trẻ Nguyễn Duy Hà, sinh năm 1982 nhâm Tuất, được nhiều người biết đến với chuỗi dịch vụ vận tải kho vận hải quan và logistics tại huyện Quế Võ. Hiện anh Hà đang sở hữu 3 công ty, tạo việc làm cho 100 lao động địa phương, lương bình quân 7 triệu đồng một người trên tháng. Doanh thu của công ty năm 2017 đạt 46,5 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 1 tỷ đồng. Anh Hà hiện cũng là chủ nhiệm câu lạc bộ khởi nghiệp của tỉnh Bắc Ninh. Không chỉ đưa công ty phát triển, doanh nhân nhâm Tuất này còn thường xuyên hỗ trợ các bạn trẻ của tỉnh trong phong trào khởi nghiệp, đồng thời tích cực tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội như tặng quà cho người nghèo, các gia đình chính sách được người dân ghi nhận đánh giá cao. Đối với doanh nhân Chu Văn Huyên, sinh năm Canh Tuất 1970, xã Tam Giang, huyện Yên Phong, lại chọn con đường đầu tư xây dựng cơ bản để phát triển. Công ty đang thi công các công trình trường học, trụ sở Ủy ban nhân dân xã, trạm y tế, đường giao thông nông thôn, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Yên Phong. Hiện nay anh Huyên còn giữ cương vị là ủy viên ban chấp hành hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh. Sang năm 2018 thì là tôi có dự định là sẽ xây dựng về các mảng trường học để cho các cháu với các thầy các cô trong địa bàn xã là có những ngôi trường khang trang lịch sự. Đấy là cái niềm mong muốn nhất của tôi, giữa cả trường trung học và trường tiểu học, hai trường nó phải nên là trường điểm của huyện. Người tuổi Tuất là người thông minh, thẳng thắn, nhanh nhẹn, chăm chỉ làm việc. Đây là người có mối quan hệ bạn bè tốt, được mọi người giúp đỡ. Đặc biệt người tuổi Tuất không chấp nhận tụt lại sau người khác, vì vậy trong kinh doanh sẽ dễ dàng có được thành công. Với bản chất như vậy, hy vọng những người tuổi Tuất sẽ gặt hái được nhiều thành công mới trong năm Tuất, qua đó đóng góp tích cực vào ngân sách địa phương, xây dựng quê hương Bắc Ninh ngày một giàu mạnh. Hiện nay khi nói về nghề đan cói thì người ta nhớ ngay đến nghề dệt cói, đan cói ở các tỉnh ven biển như Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nam Định. Với nhiều làng nghề thủ công nổi tiếng, làng Thọ Việt xã Xuân Phong, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định từ lâu nổi tiếng về nghề đan cói với các sản phẩm phong phú đa dạng. Tuy nhiên, nghề truyền thống này ở địa phương đã có thời gian dài ngừng hoạt động do sản phẩm không có thị trường tiêu thụ. Nhưng hơn một năm trở lại đây, nghề đan cói Thọ Vực đã được khôi phục, tạo việc làm cho lao động dư thừa và góp phần mang lại cuộc sống ấm no cho người dân nơi đây. Cách đây hơn 30 năm, bà con nhân dân xã Xuân Phong nói chung, làng Thọ Vực nói riêng đã có nghề đan cói với nhiều sản phẩm rất phong phú, đa dạng, được thị trường ưa chuộng. Từ những bao manh dùng để đựng lương thực, thực phẩm, đến cặp sách cho học sinh, mũ đội đầu, áo manh cho người lao động, trẻ em khi trời giá rét, bị vỉ cói. Cùng với sự phát triển của xã hội, các sản phẩm cói đã không còn phù hợp và được thay thế bởi cặp da, bao bì, túi ni lông, mũ thời trang hiện đại. Tuy nhiên, mặt trái của sự phát triển là ngày càng có nhiều người mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo, mà một trong những nguyên nhân là do yếu tố môi trường bị hủy hoại bởi các vật dụng như túi ni lông, đồ dùng bằng nhựa tái chế trong gia đình không đảm bảo. Vì vậy, thời gian qua, các sản phẩm gió cói để sử dụng làm đồ dùng hàng ngày trong gia đình vừa đảm bảo sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm, vừa thân thiện với môi trường được người dân đón nhận, sử dụng trở lại. Gió cói hiện tại không chỉ người Việt Nam biết đến và sử dụng, mà còn được ưa chuộng ở thị trường các nước tiên tiến trên thế giới, đặc biệt là các nước châu Âu.
bắt đầu triển khai mô hình thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn, bởi cách đây hơn 30 năm thì bà con đã đan cái cói này và sản phẩm là bao manh, mũ và cặp sách. Đến bây giờ thì chuyển sang là đan ró cói để xuất khẩu đi các nước. Chính vì vậy nên là cái điều kiện đảm bảo về kỹ thuật, mỹ thuật rất là cao, cho nên là bước đầu triển khai thì cũng gặp khó khăn. Và đặc biệt nhất là những cái người mà đan giỏi từ cách đây 30 năm thì cũng còn không nhiều. Từ nhu cầu thực tế đó, tháng 10 năm 2016, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và một số hội viên đã trực tiếp xuống tham quan mô hình đan gió tại công ty Minh Nhung, xã Xuân Phú. Qua tham quan, thấy mô hình rất hiệu quả, phù hợp với chị em trong xã. Hội Phụ nữ xã đã phối hợp với công ty Minh Nhung đưa nghề đan cói về địa phương, tổ chức các lớp dạy nghề, thu hút gần 50 chị em tham gia nhằm đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật của sản phẩm gió cói xuất khẩu. Với phương châm cho cần câu thay vì cho sâu cá, từ khi có nghề đan gió cói, chị em phụ nữ xã Xuân Phong đã có việc làm ổn định tại địa phương. Từ đó, có điều kiện chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái. Giữ gìn và phát huy nghề truyền thống không chỉ là sự gắn kết trong lao động sản xuất, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm. Không những là nếp sinh hoạt cộng đồng dân cư, mà còn thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Tết là dịp để mỗi gia đình được sum họp vui vẻ, đầm ấm. Nhưng ở gia đình của những cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ngoài biển thì luôn ngày đêm hướng về biển đảo xa xôi, mong cho con, cho chồng giữ chắc tay súng bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Năm nay, chị Trần Huyền Trang ở thôn Hà Châu, xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên lại cùng con trai đón Tết không có chồng ở nhà. Trung úy Nguyễn Thành Trung phải làm nhiệm vụ tại đảo Sơn Ca thuộc quần đảo Trường Sa. Một mình bận rộn nhưng chị Trang vẫn lo cho con có cái Tết đầy đủ để chồng yên tâm công tác. Năm nay là thực sự là năm thứ 6 mà chúng em đang xây dựng gia đình. Nhưng mà 6 năm rồi thì anh ấy cũng đều không ăn Tết ở nhà. Bởi vì là những cái Tết đấy thì anh đều phải trực ở ngoài biển đảo. Em cũng hiểu và thông cảm cho công việc của anh đấy. Mà em thì em vẫn luôn động viên với anh đấy là anh cứ ở ngoài đấy, thứ nhất là cố gắng giữ gìn sức khỏe, yên tâm. Tết thì lại nội ngoại thì em thì có thể em ở nhà em có thể no được hết. Tết này là năm thứ 2, con trai của bà Lê Thị Sầu là chiến sĩ Đoàn Minh Hòa đang làm nhiệm vụ ở đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa cũng không về ăn Tết cùng gia đình. Vợ và con gái 3 tháng tuổi của anh Hòa hiện đang được ông bà chăm lo. Bà Sầu luôn động viên con phải cùng đồng đội biết tạm quên đi cái riêng để giữ vững bình yên của đất nước nơi đầu sóng ngọn gió. Chúng tôi thì rất tự hào với các cháu là cả xã thì có 2 chiến sĩ ở ngoài, thì trong đó có cháu ở nhà tôi là cũng đang đóng tại đảo Trường Sa. Thì chúng tôi rất vinh dự là các cháu là cũng rất là hăng hái là cũng xung phong đi ra ngoài đảo để giữ biển đảo Tổ quốc. Gia đình tôi thì cũng được các cấp các ngành là vẫn động viên đến để chúc Tết gia đình, và chúng tôi thì cũng biết rằng là vì nhiệm vụ của các cháu viên các cháu và chăm sóc cho vợ con ở nhà thì yên tâm để các cháu công tác. Theo thống kê của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, hiện nay toàn tỉnh có 25 cán bộ chiến sĩ quê ở Hưng Yên đang làm nhiệm vụ ở khu vực quần đảo Trường Sa, vùng biển DK1. Họ là những người luôn coi tàu và đảo là nhà, biển cả là quê hương. Bởi ở quê nhà, hậu phương là những người cha, người mẹ, người vợ luôn gửi gắm niềm tin, tình yêu thương, tạo động lực tinh thần lớn lao để các anh nỗ lực vượt qua gian khó, hoàn thành nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Cầu hôn là chuyện rất bình thường của những chàng trai cô gái yêu nhau và tới lúc họ muốn kết đôi để trở thành một gia đình. Thật tình cờ, trong chuyến công tác đầu năm 2018 ở Trường Sa, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nam đã được chứng kiến một màn cầu hôn thật đặc biệt của người lính Hải quân đang làm nhiệm vụ canh giữ chủ quyền nơi hải đảo xa xôi. Đặc biệt, bởi giữa hai người là khoảng cách vời vời của trời và biển, là hàng trăm hải lý trên biển và hàng nghìn km đất liền. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chứng kiến màn cầu hôn đặc biệt này từ Trường Sa. Thượng úy Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 1987, quê ở huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội,
hiện đang công tác trên đảo sinh tồn. Còn người yêu của anh tên là Mỹ Hạnh, cô gái đang sinh sống và công tác ở một huyện ngoại thành Hà Nội. Cả hai gặp nhau nhân một lần Kiên về nghỉ phép. Và ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, Kiên đã xác định cô gái ấy sẽ trở thành vợ của mình. Tấm chân tình của chàng sĩ quan trẻ đã làm rung động trái tim cô gái quê lụa. Một tình yêu đẹp đã nảy nở giữa hai người. Rời đất liền, Nguyễn Trung Kiên trở về với đảo, về với những đồng đội, với nhiệm vụ và nỗi nhớ trong tim. Thư đi tin lại, những tin nhắn và những cuộc điện thoại đã giúp biển khơi gần lại với bờ. Với mong muốn tạo cho người yêu nơi quê nhà một món quà bất ngờ, anh đã lên kế hoạch về một màn cầu hôn đặc biệt. Ở đảo thì người lính đảo Trường Sa thì không có cái gì cả, ngoài những san hô, những con ốc, vỏ ốc. Thì chúng tôi cũng từ cái đó thì cũng chỉ nghĩ là tình yêu người lính đơn sơ nhưng cháy bỏng, làm sao mà người yêu cảm thấy là mình rất là chân thành của người lính. Thì từ đó thì chúng tôi lại suy nghĩ ra những cây hoa và những trái tim, mặc dù là rất không có gì về vì nghĩa vật chất nhưng tinh thần thì rất là nhiều, công sức cũng bỏ ra cũng rất nhiều. Anh em đồng chí đồng đội ở đảo thấy thế cũng là mừng cho tôi và cùng giúp sức. Vậy là Kiên cùng những đồng đội bắt tay vào làm món quà đặc biệt này. Món quà người lính hải quân dành cho người con gái anh yêu là những gì rất gần gũi với người lính biển. Gốc cây được kết từ những bao ni lông, những sợi dây đồng, đóa hoa kết từ những mảnh vụn san hô, những con ốc biển. Ngay cả chiếc nhẫn cầu hôn cũng là chiếc nhẫn độc nhất vô nhị để dành tặng người yêu. Kiên cũng muốn gửi gắm tấm chân tình và ý nguyện của mình qua những câu hát do chính anh thể hiện với sự hỗ trợ là những điệu múa, điệu nhảy đậm chất lính của các chàng lính hải quân. Những anh lính trẻ ngượng ngùng, quen với việc tuần tra trên bờ biển hơn là nhảy trong tiếng nhạc, quen với sóng gió hơn nói lời yêu ngọt ngào, đã tập luyện chăm chỉ ngoài giờ công tác. Mỗi món quà là lời tâm sự, là chăm chút của anh lính đảo với người yêu, dù đang giữa nghìn trùng sóng gió, vẫn luôn nhớ người yêu. Ngay trên đảo sinh tồn, khi biết có đoàn phóng viên ra đảo dịp cuối năm, Kiên đã nhờ các phóng viên báo chí gửi món quà đặc biệt này tới người yêu nơi quê nhà. Kiên hy vọng Mỹ Hạnh sẽ nhận được lời yêu của anh như món quà đặc biệt người lính đảo dành cho người con gái nơi đất liền. Để một đêm đầu tháng 1 năm 2018, giữa tiếng rì rào của gió biển và tiếng đung đưa của những cây phong ba trên đảo sinh tồn, Thượng úy Kiên và đồng đội đã biểu diễn điệu nhảy trên nền nhạc bài hát với lời cầu hôn của chàng lính. Anh không có gì, chỉ có tình yêu chân thành của người lính dành cho em, làm vợ anh nhé. Sau khi xem xong màn cầu hôn đặc biệt của người yêu mình, cô gái Mỹ Hạnh đã vô cùng bất ngờ xen lẫn hạnh phúc. Đáp lại tấm chân tình của Nguyễn Trung Kiên, cô đã đồng ý lời cầu hôn đó. Lời cầu hôn chúng tôi được chứng kiến giữa sinh tồn, như thắp lên một ngọn lửa của niềm vui, ngọn lửa của hy vọng. Hy vọng vào một ngày mai tốt đẹp cho hai bạn trẻ, cho một mối tình vượt sóng gió phong ba, cập bến bờ hạnh phúc. Mỗi khi Tết đến xuân về, trong không khí ấm áp tràn đầy sức sống của đất trời, cỏ cây, hoa lá và con người, thì các làng quê xứ Kinh Bắc Bắc Ninh cũng giạt rìu câu hát đón xuân. Bởi dân ca quan họ Bắc Ninh vốn là một loại hình sinh hoạt văn hóa nghệ thuật gắn liền với những sinh hoạt văn hóa cộng đồng như đình đám, hội hè, cưới xin, khát vọng của các làng xã vùng quan họ, mà đặc biệt là lễ hội đình chùa. Trong những ngày đầu năm mới 2018 này, mời quý vị và các bạn về thăm các liền anh liền chị quan họ chơi xuân để hiểu sâu sắc hơn những nét văn hóa đặc sắc riêng của người quan họ nơi đây. Có lẽ, nói đến các lễ hội vùng Kinh Bắc, hẳn ai cũng một lần được đến với hội Lim. Đến hẹn lại lên, lễ hội vùng Lim năm nào cũng có sức hút đặc biệt đối với du khách. Ngày 12 và 13 tháng Giêng hàng năm, dòng người nườm nượp dồn về chen đặc cả không gian rộng lớn cùng với hội Lim. Sức hấp dẫn của những điệu dân ca ngọt mượt cùng biết bao hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian đặc sắc như đu tiên, bịt mắt bắt dê, đấu vật đập niêu, khiến du khách
khó lòng cưỡng lại mỗi độ xuân về. Không hổ thẹn được mệnh danh là thủ phủ của quan họ Bắc Ninh. Nhiều năm nay, hội những người yêu dân ca quan họ Bắc Ninh của huyện Tiên Du ra đời và hoạt động đều đặn với sự tham gia của 200 thành viên. Họ là những người yêu quan họ đang sinh hoạt ở 15 câu lạc bộ trong huyện. Đều đặn mỗi quý một lần, câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ văn hóa quan họ. Với họ, hễ không gặp là nhớ, không hát là thèm. Chính bởi vậy, cứ có dịp là họ lại tụ hội cùng nhau để được thả sức trong niềm đam mê, được thả hồn mình trong những câu hát người ơi, người ở. Khi tiết xuân ấm áp, quyện hòa trong những làn điệu dân ca ngọt ngào, du khách muôn phương lại dập dìu hò hẹn, súng dính áo khăn rủ nhau du xuân, chảy hội và khám phá những trầm tích văn hóa ở miền đất quan họ nghìn năm tuổi. Mùa xuân này, mời bạn hãy về miền quan họ để được say trong miếng trầu têm cánh phượng, nghe các liền anh liền chị hát câu quan họ vang rền nền nảy. Người ơi, người ở, đừng về. Ngày đầu xuân, được nghe một làn điệu ca trù tâm hồn con người như lắng lại, hướng về tổ tiên cội nguồn dân tộc. Với sức sống bền bỉ và trên hết là tình cảm gắn bó với nét văn hóa đặc sắc của dân tộc, nên ngày nay trên mảnh đất Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, ca trù vẫn vang lên trong niềm say mê của mỗi người trong không khí rộn ràng thấm đậm bản sắc dân tộc. Cùng với dòng chảy thăng trầm của lịch sử tại chính quê hương của vị tổ nghề ca trù là danh nhân ca nương Đào Thị Huệ, thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên. Một lần nữa, tiếng nhịp phách, trống trầu và những bài hát ca trù lại được vang lên với sức cuốn hút kỳ lạ. Và một trong những người đã góp phần công sức không hề nhỏ bé, đó là nghệ nhân ưu tú ca nương Đỗ Thị Thanh Nhàn, chủ nhiệm câu lạc bộ ca trù Đào Đặng. Ngày 14 tháng 4 năm 2013, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ra quyết định thành lập câu lạc bộ ca trù thôn Đào Đặng. Và cứ thế, vào hai ngày cuối tuần, bằng tình yêu ca trù, những nghệ sĩ không phân biệt tuổi tác vẫn duy trì các buổi sinh hoạt. Ban ngày, họ là người nông dân gắn bó với cái cuốc, cái cày. Tối đến, họ lại là nghệ sĩ, tay cầm phách, tay đàn trống, say mê với những làn điệu ca trù mộc mạc của quê hương. Bây giờ cái xu hướng cái nhạc trẻ là rất thu hút cái giới trẻ hiện nay, nhưng mà để đưa các em đến ca trù thì cũng là một cái thời gian rất chi là khó khăn và mình phải kiên trì nói về cho các em hiểu được là cái ca trù nó giá trị như nào với văn học nghệ thuật. Và ở trên quê hương Đào Đặng này đã có một người hát ca trù và được thờ linh thiêng như nào, và các em truyền dạy cho các em, dần dần các em đam mê. Bằng kinh nghiệm của bản thân, nghệ nhân ưu tú ca nương Đỗ Thị Thanh Nhàn đã truyền dạy cho gần 30 người từ 1 đến 3 thể cách là hát nói, hát miễu và 36 giọng. Đặc biệt, các lớp học ca trù còn xuất hiện rất nhiều những thành viên nhỏ tuổi. Khác với các loại hình âm nhạc khác, ca trù không có nhịp mà tuân thủ theo nguyên tắc riêng biệt, trong đó ca nương gõ phách cũng là người chỉ huy. Khi biểu diễn phải kết hợp vừa hát vừa gõ phách, một người cùng lúc phải thực hiện hai động tác khác nhau, đòi hỏi sự tập trung cao và sự thuần thục. Người hát ca trù còn phải bắt được cái thần của bài hát, thần thái toát ra từ gương mặt ca nương. Người ta vẫn ví ca trù là loại hình nghệ thuật bác học, kén người nghe. Thế nhưng trong những lớp học ca trù này, những khuôn mặt nhí vẫn luôn cảm thấy thích thú và say sưa với các làn điệu. Nhằm quảng bá hình ảnh vẻ đẹp của du lịch Ninh Bình tới du khách trong nước và quốc tế, mới đây Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức khai trương điểm du lịch Chùa Vàng, Hồ Cá Voi thuộc khu du lịch sinh thái Tràng An. Chùa Vàng có diện tích 288 ha nằm trong khu du lịch sinh thái Tràng An, được xây dựng dựa trên kiến trúc cũ của chùa Bát Long do vua Lê Đại Hành xây dựng cách đây hơn 1.000 năm. Trong không khí ấm áp trang trọng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã làm lễ dâng hương, thả hoa đăng để cầu nguyện cho năm mới thịnh vượng, kinh tế phát triển, đời sống người dân không ngừng được nâng cao. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng mong muốn thời gian tới, cùng với chùa Bái Đính thì chùa Vàng, Hồ Cá Voi sẽ là điểm du lịch tâm linh mới thu hút du khách tới tham quan chiêm bái.
Để khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh du lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh, mỗi người dân cố đô cần chung tay giữ gìn phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, xây dựng hình ảnh đẹp về du lịch trong lòng du khách thập phương. Có như vậy, du lịch mới phát triển bền vững và sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Tại buổi lễ khai trương chùa Vàng Hồ Cá Voi, nhiều tiết mục văn nghệ, làn điệu dân gian đặc sắc mang đậm nét đẹp văn hóa đất và người cố đô, bản sắc văn hóa dân tộc đã được thể hiện. Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thay mặt những người làm chương trình, xin kính chúc quý khán giả một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe và thành công.